bạn đã quay trở lại nơi cập nhật những thông tin bóng đá quốc tế mới nhất, nhanh nhất và nóng nhất dành cho người hâm mộ. Trước khi đến với nội dung chính trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. MU cho Harry Kane cơ hội cuối để rời khỏi Tottenham. Mason Greenwood trở lại Quỷ Đỏ. MU quyết định nhanh thương vụ thủ môn Andre Onana. MU gây khó hiểu khi bán Zidane Iqbal. MU cho Harry Kane cơ hội cuối để rời khỏi Tottenham. Quỷ Đỏ sẽ chỉ hành động nếu Harry Kane đích thân yêu cầu được rời khỏi Tottenham trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Theo Daily Mail, Man United sẽ chỉ đàm phán với Tottenham nếu đích thân Harry Kane ra mặt để yêu cầu được rời đi. Việc Kane đệ đơn đòi rời câu lạc bộ sẽ giúp MU có lợi thế trong cuộc đàm phán với Tottenham Hotspur. Lúc này, gà trống vẫn tỏ thái độ cứng rắn và chỉ chịu bán chân sút sinh năm 1993 với giá 100 triệu bảng. Trước đó, Tottenham Hotspur đã từ chối lời đề nghị trị giá 80 triệu bảng từ Real Madrid. Los Blancos ngay lập tức rời bàn đàm phán và chiêu mộ Jose Lu từ Espanyol. Trở lại với Man United, Harry Kane từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của huấn luyện viên Ten Hag. Tuy nhiên, mức giá 100 triệu bảng được cho là quá cao so với một cầu thủ chuẩn bị bước sang tuổi 30 và chỉ còn 1 năm hợp đồng. Thời điểm này, MU đang nỗ lực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng để tăng cường sức mạnh. Những mục tiêu họ hướng đến là Harry Kane và Mason Mount. Tuy nhiên, quá trình đổi chủ diễn ra chậm chạp khiến nhiều kế hoạch chuyển nhượng của MU bị ảnh hưởng. Đến nay, Quỷ Đỏ vẫn chưa thể chốt xong thương vụ Mason Mount từ Chelsea, bất chấp việc đã đạt thỏa thuận cá nhân với tiền vệ này từ nhiều tuần trước. Theo báo chí Anh, MU sẽ dứt điểm vụ làm ăn này vào tuần tới với mức giá khoảng 65 triệu bảng. Mason Greenwood trở lại Quỷ Đỏ. Tiền đạo trẻ nhưng lắm tai tiếng của Man United, Mason Greenwood đã trở lại tập luyện với một huấn luyện viên riêng nhằm chuẩn bị thể lực để sẵn sàng cho cơ hội trở lại sân cỏ vào mùa giải mới sau hơn một năm xa rời bóng đá vì vướng vào vòng lao lý. Tiền đạo 21 tuổi người Anh đang làm việc với một huấn luyện viên riêng tại một trung tâm thể thao công cộng, đang thực hiện các bước chạy đầu tiên kể từ tháng Giêng năm 2022. Hình ảnh dơ săn ghi nhận cho thấy anh đang làm việc rất nỗ lực và tập trung. Mason Greenwood đã thay đổi đáng kể ngoại hình khi để tóc dài và cũng không còn đi giày Nike sau khi kết thúc hợp đồng tài trợ sau bê bối. Mason Greenwood đã bị bắt vào tháng Giêng năm 2022 sau khi một phụ nữ, cô bạn gái cũ Harriet Robson, đã cáo buộc cầu thủ có hành vi bạo lực. Cầu thủ này chính thức bị bắt giam vào ngày 15 tháng 10. Sau đó liên tục hầu tòa trong năm nay vì ba cáo buộc có hành vi là cưỡng hiếp, tham gia vào việc kiểm soát, cưỡng chế hành vi và hành hung gây tổn hại cơ thể nghiêm trọng. Tuy nhiên, tất cả các cáo buộc đã được bãi bỏ vào tháng 2 vừa qua. Ngay từ đầu khi vấn đề nghiêm trọng nảy sinh, Man United đã treo giò tiền đạo đã có tổng cộng 129 lần ra sân và ghi được 35 bàn thắng này. Và kể từ khi các cáo buộc bị bãi bỏ cho đến nay, đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai của cầu thủ trị giá 50 triệu bảng. Như The Sun đưa tin, trong tháng này, huấn luyện viên Erik ten Hag và hầu hết các cầu thủ đội 1 sẵn sàng cho Greenwood cơ hội thứ hai. Một nguồn tin cho biết, dù muốn hay không, Mason Greenwood muốn trở lại chơi bóng. Đó là điều anh ấy giỏi nhất và là cách duy nhất để anh ấy xây dựng lại cuộc sống của mình một cách thành công. Anh ấy đã chán ngấy với việc chờ đợi và giờ đây, anh ấy cùng đội của mình mong đợi quyết định chính thức từ Man United. MU quyết định nhanh thương vụ thủ môn Andre Onana. Mới đây, người đại diện của thủ môn Andre Onana đã có cuộc gặp mặt trực tiếp với MU để đàm phán về một bản hợp đồng. MU quyết tâm chiêu mộ thủ môn đẳng cấp mùa hè này. Đội chủ sân Old Trafford đặt David Raya và Andre Onana vào tầm ngắm. Hiện, Onana là mục tiêu số 1 của MU sau khi Raya gần như sẽ gia nhập Tottenham mùa hè này. Quá trình đàm phán chiêu mộ Onana được MU đẩy nhanh. Sau khi Chelsea rút khỏi thương vụ này, Man United gần như là đội bóng duy nhất theo đuổi Onana vào lúc này. Lẽ đó, phía MU muốn sớm chốt hạ hợp đồng để có thể tiếp tục với những thương vụ khác. Chuyên gia Fabrizio Romano cho biết, Albert Botines, người đại diện của Onana mới đây đã có cuộc gặp gỡ trực tiếp với phái đoàn của MU. Cả hai bên đều muốn sớm ký kết hợp đồng. Giữa Inter và MU đã có những trao đổi cụ thể về thương vụ trên. Về phía Inter Milan, đội bóng này chỉ sẵn sàng bán Onana khi nhận được tối thiểu 50 triệu euro cùng với phụ phí. Hiện, Onana vẫn còn tới 4 năm hợp đồng với Inter Milan và đội bóng của huấn luyện viên Simone Inzaghi tỏ ra rất kiên định với mức giá mình đưa ra. Onana vừa trải qua một mùa giải ấn tượng của Inter Milan. Thủ thành người Cameroon góp công lớn đưa đội bóng thành Milan vào chung kết Champions League. Onana cũng là người giữ sạch lưới nhiều nhất, 13 trận và cứu thua nhiều nhất, 48 lần tại Champions League mùa này. Huấn luyện viên Erik ten Hag rất khao khát sở hữu Onana. Ông từng làm việc với thủ môn này trong giai đoạn dẫn dắt câu lạc bộ Ajax. Khả năng chơi trận ấn tượng của Onana được cho là lý do quan trọng giúp anh trở thành mục tiêu số 1 của huấn luyện viên người Hà Lan tại MU mùa hè này. MU gây khó hiểu khi bán Zidane Iqbal. Quyết định bán đứt tài năng trẻ Zidane Iqbal của MU khiến nhiều cổ động viên của đội bóng này cảm thấy khó hiểu về chính sách chuyển nhượng của đội bóng chủ sân Old Trafford. Zidane Iqbal trở thành cầu thủ đầu tiên bị MU bán đứt trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay khi đội bóng chủ sân Old Trafford để anh chuyển sang câu lạc bộ FC Utrecht với giá 850.000 bảng, tức là khoảng 1 triệu euro.
Quyết định của MU gây ngạc nhiên bởi cách đây 12 tháng, cầu thủ người Iraq đã ký hợp đồng đến năm 2025 với đội bóng. Zidane Ickman gia nhập đội trẻ MU từ năm 2012 và đá trận ra mắt cho Quỷ Đỏ ở cuộc đọ sức với Young Boys tại Champions League vào tháng 12 năm 2021 khi anh vào sân từ băng ghế dự bị. Đó là trận đấu duy nhất của Ickman với đội 1 của Manchester United. Anh thậm chí không được thi đấu tại Premier League. Theo thống kê, Ickman đã chơi 35 trận với đội U21 của MU, 16 trận với U18 và 4 trận với U19. Ở mùa bóng vừa qua, tiền vệ người Iraq không được ra sân dưới thời của Luvin Ten Hag, dù anh đã gây ấn tượng trong chuyến du đấu của Quỷ Đỏ tại Thái Lan và Australia vào hè năm ngoái. Cũng cần phải nói rằng, hàng tiền vệ MU mùa giải vừa qua đã trật ních người với những gương mặt như là Christian Eriksen, Casemiro, Bruno Fernandes, Fred, Scott McTominay, Van der Beek và cả Marcel Sabitzer, người chuyển đến theo dạng cho mượn. Với các cầu thủ đó, rất khó để Zidane Ickman chen chân vào đội hình của huấn luyện viên Ten Hag. MU đang có kế hoạch bổ sung nhân sự ở hàng tiền vệ trong mùa hè này. Mason Mount có thể cập bến Old Trafford trong mùa hè năm nay như một phần của kế hoạch nói trên. Nếu thương vụ này xảy ra, Ickman càng có ít cơ hội ở đội 1 của Quỷ Đỏ. Bản thân Zidane Ickman từng muốn rời MU theo dạng cho mượn vào tháng 1 năm nay, nhưng chấn thương đã cản trở cầu thủ 20 tuổi. MU hoàn toàn có thể đem cho mượn Zidane Ickman trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2023. Nhưng thay vào đó, Quỷ Đỏ lại lựa chọn bán đứt tiền vệ này. Theo Manchester Evening News, quyết định nói trên có thể tốt cho cả hai. Nhưng mức giá 850.000 bảng là quá thấp và nó phản ánh vấn đề của MU trên thị trường chuyển nhượng là đội bóng chủ sân Old Trafford không thể tối đa hóa lợi nhuận từ các vụ bán cầu thủ. Các câu lạc bộ khác tại Premier League bán những cầu thủ từ học viện của mình với mức giá cao hơn nhiều. Điển hình như Man City bán Samuel Eto'o cho Southampton với giá 10 triệu bảng và Darko Giabi cho Leeds với giá 4,5 triệu bảng hồi năm ngoái. Cả hai cầu thủ này đều chưa đá trận nào cho Man City. Đội bóng chủ sân Etihad còn bán đi những cầu thủ trẻ khác như là Gavin Bajunu, Aranet Muric, Joan Larios và Romeo Lavia để thu về tổng cộng 45 triệu bảng chỉ trong một mùa hè. Những đối thủ của MU như là Liverpool, Arsenal, Chelsea cũng đều thu về những khoản tiền đáng kể nhờ việc bán lúa non. Rõ ràng, vụ bán Zidane Ickman với giá 850.000 bảng càng cho thấy đội bóng chủ sân Old Trafford đang thu sút so với những đối thủ của mình về việc tăng cường ngân quỹ. Trong khi đó, quá trình đổi chủ câu lạc bộ đang kéo dài và chưa rõ khi nào mới hoàn tất. Quỷ Đỏ vẫn chưa chiêu mộ được tân binh nào. Đây dường như sẽ là một mùa hè dài đằng đẵng với cổ động viên của MU, những người muốn chứng kiến sự thay đổi tích cực từ đội bóng.